Westside Đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024. Tôi trực tiếp giao dịch tin NF cho học viên của bên trung tâm đào tạo Forex của bản thân tôi theo dõi. Và khi các bạn tham gia vào trong thị trường thì bản thân các bạn cần phải hiểu rõ mọi giá trị ở trên thị trường thì cần phải được người đứng ra chia sẻ họ vận dụng áp dụng ở trong thị trường, họ đánh cho chúng ta xem để chúng ta nhìn nhận thì đó mới gọi là thực chiến Forex, chứ không phải thực chiến Forex là ra dùng TradingView lên kẻ vẽ như đúng rồi. Xin lỗi nhà đầu tư, đó là hoàn toàn sai. Mỗi một phương pháp đúng, mỗi một giá trị đúng ở trên thị trường đều cần phải được người đứng ra chia sẻ họ giao dịch thực tế và toàn bộ học viên trực tiếp theo dõi và mời nhà đầu tư theo dõi những giá trị tôi chia sẻ trên thị trường và các bạn tự đưa ra cho bản thân các bạn những nhận định, những nhìn nhận khác nhau trên thị trường. Giờ còn hơn phút nữa, tôi sẽ tắt tiếng đi nha.
Cuối cùng hòa hết chưa? Sao? Ok chưa? Rồi nha. Em có ăn mà em thở không ra hơi luôn. Thôi, coi mà hồi hộp theo luôn. Thế bây giờ em xem có đúng là phải có sai lầm không? Có nha. Thế bây giờ sai lầm là phải biết cách đánh, phải hiểu rõ các vùng giá không? Cuối cùng về hòa chưa? Quá hay, quá hay. Rồi, chào anh em nha. Thì hôm nay thì buổi đánh của bọn tôi đánh nghe là gì nhỉ? Tại vì tôi đánh trên hai tài khoản, thế nên nó sẽ có một số các cái vấn đề. Nên buổi live hôm nay nó hơi bị lâu chút xíu. À, để tính ra là mấy tiếng đồng hồ và từ buổi live hôm nay thì thực ra là cứu tài khoản anh em tự xem đây. Đây là tài khoản live nha, chứ không phải tài khoản anh Hoa hết tiền rồi đấy. Và em đánh thì em rất là gì nhỉ? Mọi người em chỉ nói hẳn mọi người phải tập. Không có chuyện là tự dưng mà quay được. Ok chưa ạ? Thôi chào anh em nha, chúc anh em giao dịch thành công.